Này mẹ ơi, con muốn ngoan ngay bây giờ, tôi đưa tay lên đi cho rồi. Thì Duyên ơi, chờ khi khác cho được, đọc kinh Tam Bảo xin ngũ giới là làm ro ro ro, mà bây giờ là chờ tới khi khác đâu được, xin nhị quỳnh tới rồi kìa. Rồi hôm nay sĩ Duyên sẽ tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới. Cái chỗ nào khó khăn thì có Sít Nhật Quỳnh đứng ở sau lưng ha. Rồi Sít Nhật Quỳnh cầm cái cây bự bự nha, chỗ nào sai là chỉnh liền nha. Rồi mời Sít Duyên đó, đó đây, cố lên chứ không phải cố quá nè, cố lên Sít Duyên ơi, cố lên chứ không phải cố quá rồi trở thành quá cố. Rồi Sĩ Duyên đưa tay lên, có Sĩ Nhật Quỳnh coi như là hỗ trợ mà, đâu có đọc hai người được. Đó, bây giờ đọc kinh Tam Bảo trước đi, chỉ có cái hồng danh Phật, hồng danh Pháp, rồi hồng danh của Chư Tăng, cái đó là ba cái điểm quan trọng mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của Tam Bảo. Rồi mời Sĩ Duyên, còn có 1 phút nữa thôi, 1 phút phù du. Rồi bàn tay đâu rồi? Rồi đọc tiếng Việt cũng được, nghĩa là có cái vấn đề ở đây là chúng ta, cái tâm của chúng ta có thành kính hay không, chứ không phải là tiếng Bali rồi mới 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 quan trọng. Còn tiếng Việt chúng ta không hiểu thì làm sao, cho nên đọc tiếng Việt cũng được, miễn sao có sự đóng góp cho room này. Rồi ok, rồi bàn tay đầu, rồi xà thủ xà thủ. Con đọc nha, con sai sửa sửa nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng, gọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành. Hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm, vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật Đà toàn giác Thế Tôn trong đời, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo độ sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây, gieo năm vóc trần vi sám hối, những lỗi lầm tham giận mê si, cuối sinh Phật bảo chứng tri, con hằng tinh tấn viễn ly não phiền. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bát nhã quay về, ba tòa tạng báo bồ đề tâm, từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật bảo thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh, pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoắc nhiên liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền, gieo năm tóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn
tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thang, từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh phát lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chơn chánh hạnh dưới tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian, tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác nguyện hành từ đây, gieo năm gốc tội rầy tâm sáng, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh hiền tăng, con hằng tinh tấn tham sân đoạn lìa. Dạ, con đọc xong lễ bái Tam Bảo. Alo, sa tu, âm thanh nghe rất là rõ. Rồi, Tán Dương Ân Đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng xong thì bây giờ xin thọ trì ra Sức Diêu An tiếp về quy giới ha. Con đọc Kinh Tam Bảo tóm tắt trước, rồi con sẽ đọc quy giới. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyambi Buddham saranam gacchami, Dutiyambi Dhammam saranam gacchami, Dutiyambi Sangham saranam gacchami, Tatiyambi Buddham saranam gacchami, Tatiyambi Dhammam saranam gacchami, Tatiyambi Sangham saranam gacchami. Sau đây con sẽ đọc ngũ giới. Panati ti pata vera mani sikham parayam gat am sikha padang samadhi yami adina dana vera mani sikha padang samadhi yami kamesu micha chara var wirmani sikha payang payang sama samadhi yami musa wada wada Vera mani
Sikha Bayang Samadhi Yami Surame Raya Machapa Madhatana Weramani Sikha Bayang Samadhi Yami. Con xin xuống mic. Sa thủ, sa thủ sịch duyên ha. Đọc kinh Tâm Bảo, thọ trì quy giới chỉ có 8 phút à. Quý vị thấy đây là đạt kỷ lục à ha. Thay vì người ta nửa tiếng đồng hồ mới xong, sịch duyên chỉ có 8 phút là hoàn thành. Âm thanh nghe rất tốt, giọng đọc rõ ràng, Pali đọc như vậy thì cũng chuẩn nha. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Mới đến với cái room này không bao nhiêu, thời gian không bao nhiêu mà thấy tiến bộ rất là nhiều. Nhất là đọc cái bài Nam Mô Tát Xa, đọc rõ ràng, chính xác. Cố lên, cố bấm to. Rồi bây giờ mời xin Nhật Quỳnh kiến như thế nào về sức duyên tụng kinh Tâm Bảo thọ trì quy giới có 8 phút à. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Mà dạ Nam Thà dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Phật Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức. Cùng chư Tôn Nhật Quỳnh kính bào với cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ sa thú chích viên rất là giỏi. Dạ vậy là giỏi lắm rồi. Dạ con xin sám hối với Ngài cũng như với đạo tràng. Dạ con tại con đi xuất viện nói chuyện qua điện thoại rồi cũng hướng dẫn nhau người đi trước kẻ đi sau, nhưng mà xuất viên rất là giỏi. Dạ con chúng chỉ nói sơ sơ thôi mà xuất viên đã đọc được như vậy rồi. Dạ con xin sám hối đạo tràng, con không có sự chuẩn bị nên khi con nghe ngài kêu con chạy lại mà công việc bên ngoài con còn đang dở dang, con phải chạy đi, bây giờ con phải chạy lại. Dạ con rất là nhiều sơ sức, con thành kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ bây giờ thì trích viên ơi, trích viên rất là hay rồi nhưng mà nó chưa đủ tiêu chuẩn. Bây giờ thì nó đã qua 10 phút rồi, 11 phút rồi nên Nhật Quỳnh làm lại từ đầu thì không có kịp nữa, nhưng Nhật Quỳnh cũng cũng sẽ làm lại một chút rồi trích duyên ghi. Ngày mai trích duyên cố gắng vào sớm, Nhật Quỳnh ngày mai sẽ sắp xếp công việc để lễ bái Tam Bảo, mời trích duyên lật lật cái cuốn nhật tụng mình ra ghi. Nếu đầu tiên rồi tối nay có gì trích duyên mà sắp xếp đi gặp Nhật Quỳnh nha, đi làm về rồi sắp xếp gặp Nhật Quỳnh đi, Nhật Quỳnh sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi ngày mai vào room nghe Nhật Quỳnh đọc và sau đó thì sinh viên có thể tối gọi lại Nhật Quỳnh rồi có thể ra ngày mốt cứ tự nhiên lên lễ bái Tam Bảo, rồi thiếu sót tới đâu thì Nhật Quỳnh với sinh viên chỉnh lại tới đó để cho ngài được an lòng. Và Nhật Quỳnh rất là vui khi có một người vào đạo tràng để lễ bái Tam Bảo cùng nhau để tạo dựng cái room này cho nó vững vàng để còn giữ được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái điều đó là điều Nhật Quỳnh mong ước nhất. Dạ bây giờ con cũng xin sám hối với ngài và con xin 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 giới lại ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tác bạch để thọ trì quy giới. Uka samayam bhante visum visum rakhana thayati sarane nasaha bancha sila niyaca mat bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo
Đề văn dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti giảm vì ma văn phản đề. Vì xâm rakhana thả gia ti xả ra nề. Na sa ha bành cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Đề văn dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giảm bi ma văn phạn tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Đề văn dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ sa thú lành thai, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào sư Nhật Quỳnh, sư Duyên, sư Mekta, sư Hồng Nhật, sư Trăng Thu, sư Diễm Nguyên. Xin được thay mặt chư tăng cùng tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đa Hăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Đa Hồng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Ca Hăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng. Đô Ti Yam Bi Bụt Đa Hăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Đắc Măng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Sang Ca Hăng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Yam Bi Bụt Đa Hăng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Đa Măng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Sang Ca Hăng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Đăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thọn Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô Ti Giam Bi Bụt Đăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô Ti Giam Bi Thọn Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô Ti Giam Bi Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đô Ti Giam Bi Bụt Đăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đô Ti Giam Bi Thâm Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Đô Ti Giam Bi Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa vần nặc ga hạ năng pa vệ pôn năng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về ra mà ni sẽ khao bất đăng sa ma di ya mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A din na da na
Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa suy trôn cấp Kame Sumicchha Chara. Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa suy tà hạnh Mu Sa Veramani Sikha Padang Samadhi. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura Merayama Japamadathanam. Veramani Sikha Padang Samadhi. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Bana ti ba ta vệ tam ni sikha ba đăng samma di con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a đến na đa na vệ tam ni sikha ba đăng samma di con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kame sumi cha cha ra Vệ Ramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu Sa Wa Da. Vệ Ramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayama Chapa Ma Da Thana. Vệ Ramani Dạ con xin sám hối con rất mít ạ. Mu sa va da vệ ra ma ni sikha a đăng samma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me rayama cha ba ma da tha na vệ ra ma ni sikha Sura me rayamat cha ba ma da tha na vệ ni sikha ba đăng samma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say niệm hợp quá mạnh Phật tử sẽ tâm quy vào nguyện nơi tâm bảo rồi phải ra nguyện dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phành tê và dạ, chúng con xin vâng Sile na sukatin yanti, sile na phu kasam badan, sile na niputin yanti tasmai, sila nguy so thay yên. Các chúng sanh để sanh về cõi trời cũng như dục giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dục giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dục giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhơn. Sa thu lành thai uất tam ăn ghê na vấn đề hằng ba đa phạm sung và ruột tam ăn buộc thầy vô cái lý tổ đô sâu buộc thâu khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo sa tội lỗi ấy cho con uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng thâm anh cha được vị thăng và răng thâm mê vô khá đi tô đổ sâu thâm mô khả mà tu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na quanh đê hăng sang khanh cha được ít hót tam ang sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. I say what now? Ajabanang what now? Tamotang. Không ngờ gửi kẻ ác thân cận bậc chiến lễ là thượng ba tỷ hu ba đề sa hoa so cha bồ đề cha ca ta pu nha ta ta sam ma ba ni thi cha e tăng măng ca lam mô tăng măng. Ở trú xứ thích hợp công đức trước đã làm, chân chánh hướng từ tâm là phúc lành cao thượng. Bà hu san chân cha si ban cha vi na yo cha su sinh khi tô su pha si ta thi gia hoa cha e tăng măng ca lam mô tăng măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện học tập nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tụ bát tha năng bút ta đa ra sa hô a na cu chắc cam ma năng bằng ca lâm muốn dục vợ và con sẽ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đa nành cha thầm ma cha dạ cha nhà tất cả nành cha sang ca hô a na quan cha ni tâm ma ni e tăng măng ca lâm mô ta măng. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba cha na cha san nhà mô a ba ma đô cha thầm mê su e tăng măng ca lâm mô ta măng. Xả ly tâm niệm ác giới ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Dạ. Nó vô cho nên mà tuân tu tân nó thông tầng ca lâm tu và trí ốc lành cao thượng. Tân ti chất sô và chất sơ ta sâm hạ nâng cha đa sơ nâng ca lê na thâm ma sa ca cha e tâm măng ca lâm mô ta măng. Nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tạp bồ chà phâm mà chà rì yán chà rì yá sà chà nà đà sà năng nê bà nà sàn chì kì rì yá chè tăng măng chà là mô tà măng. Thiền định sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Phụ thà sà lô kà thâm mê hi chì tăng yá sà nà tâm và tì yà sô căng với rà chẳng thê măng ê tăng măng chà là mô tà măng. Khi xúc chạm được đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Ê ta đi xa ni căn tòa na sam ban tha ma pa ra chi ta sam ban tha son thiên ga chan thi tăng tê sang măng ca la mốt. Tập tê những sự hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Xin bị giá chân là giá tha si thăm mần tôi xin thăm mần tôi xin thăm mần tùy đăng phá lăng. Ê đà smin ra ta na ta giá smin xăm bá sa đà na chê. Tạ xô cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai. Ước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn,
Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cây liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha cha pumattha dewanaga mahithika bunyang no anumodan thichirang rakhan tusasanang. Akasattha cha pumattha dewanaga mahithika bunyang no anumodan thichirang rakhan tunogaru. Akasattha cha pumattha dewanaga mahithika bunyang no anumodan thichirang rakhan tunyatayo. Akasattha cha pumattha dewanaga mahika bunyang no anumodan thichirang rakhan tubanino. Akasattha cha pumattha dewanaga mahika bunyang no anumodan thichirang rakhan tunosadam. Chư thiên ngự trên hư không, mà địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Ha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào rừng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với sức duyên Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến với tất cả chư thiên nhất tại thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và đạo tràng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thành thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị thiện nam, tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 217. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Ratanataya Sawandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Tappagaru Vicchet Thakolo Kassasattha Chana Dhammako Vido Vanda Mahantang Narappu Chana Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tử đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sa Pa Nhu Bút Thóc Bát Tu Phù Tí Sanh Nhá Tô Văn Đà Má Hành Tăng Na Ra Pù Cha Này Gia Cần. Pháp Bảo Vinh Như Ánh Vàng, Như Lai Soi Sáng Vẹt Màng Của Minh,
Phá Tăng lâm lạc chúng sinh, đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi su thô chú ca ta sa sa vô cô sức khà chú ca mô vô ra thầm ma sức khà cô niềm đà bất sang sa đi a na đá rô vô rô vành đà ma hành tầng na ra phù. Cha này nhắc rằng Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tana ta ya te je na sik kha me e tu va tha nan ta sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na sik cha tu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Nha. Phần tán dương ông Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 217. Si la das sana sambandang. Si la das sana sambandang. Si la das sana sambandang. Câu đầu tiên chúng ta thấy một chùm chữ hay một nhóm từ nhìn thấy đỏ 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 đen đen à, quý vị thấy dễ bị rối ha, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta chia ra, cắt ra từng từ một, chúng ta hãy mổ xẻ để tìm hiểu ý nghĩa của cái từ này, sao mà nó dài như thế. Chỉ si la dasana sambandang do ba từ nó đi chung với nhau, nó dính liền với nhau. Chữ si lá là một ha, dasana là hai ha, sambandang là ba. Ba từ này nó dính liền nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tìm hiểu si lá là cái gì. Si lá đây là một danh từ trung tính, akaranapung sakalinga. Si lá có nghĩa là giới hạnh, giới hạnh. Ví dụ chúng ta ngũ giới, bát giới, cái đó gọi là si lá, panchasila, hoặc là uposatha-sila, tức là ngũ giới, bát quan trời giới. Rồi cái từ thứ hai, dasana. Dasana đây cũng là một danh từ trung tính, akarantanapumsakalinga. Và dasana có ý nghĩa là việc thấy hay là tri kiến. Việc thấy hay là tri kiến, chữ dasana. Rồi cái từ thứ ba, sambandang. Sambandang do cái từ sambandha, do từ sambandha. Và đây động từ của cái chữ sambandang có nghĩa là sammacchati. Sammacchati có nghĩa là thành công, thịnh vượng, thành công hay là thịnh vượng. Và chữ sambandha này có nghĩa là đầy đủ, trọn vẹn. Vậy thì ở đây sila dasana sambandang, sambandha được đổi ra thành sambandang, tức là cách chia thứ hai, dutiya vipatti ekavacana. Cho nên sambandha biến thành sambandang. Sila dasana sambandang cho chúng ta ý nghĩa được đầy đủ về giới hạnh và tri kiến. Được đầy đủ về giới hạnh và tri kiến, tức là đủ giới đức, chánh kiến. Đó là ngài Hòa thượng Minh Châu đã dịch ngắn gọn. Rồi. Sao tôi sao nữa? Cái gì còn có chữ chữ samo na na là cái gì?
Samu nó là cái gì đây? Xin Nhật Quỳnh ơi, nhìn cái chữ này không 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 phải là ba ly mà hai ly hay bốn ly sao? Samu nó là sao? Alo, bà con có hiểu cái từ Samu nó là cái gì không? Tầm bệnh Samu. Rồi. Thì bây giờ cái câu này có nghĩa là có ba từ: Sila là một, Dasana là hai, Sambandha là ba, Sila là giới hạnh, Dasana là thấy, tri kiến, Sambandha là đầy đủ. Rồi. Thì như vậy đầy đủ về giới hạnh và tri kiến. Đó là ý nghĩa câu đầu ha. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Thâm mắt thần sắc cha về đi nằng, thâm mắt thần sắc cha về đi nằng, thâm mắt thần sắc cha về đi nằng. Câu số 2 chúng ta có hai từ: thâm mắt thần là một, sắc cha về đi nằng là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Chữ thâm mắt thần do cái từ thâm á cộng với ắt thần, thâm á cộng với ắt thần, mà chúng ta biết thâm á nó là một danh từ nam tính, ắt là người ta phun linh gà ha. Thâm á có nghĩa là giáo pháp, thâm á có nghĩa là giáo pháp. Chúng ta do cái căn ngữ tha, căn ngữ tha và động từ của nó là tha tí, có nghĩa là đứng vững chãi. Thì ở đây chữ ấp thân này chúng ta hiểu là an trú hay là vững chãi trong giáo pháp. Thâm ấp thân là vững chãi trong giáo pháp. Hai từ thứ hai, mà từ từ thâm mắt thân chưa chưa thấy xuất hiện ý nghĩa qua từ thứ hai làm sức gia Nhật Quỳnh quyếu luôn à. Rồi hôm nay chắc là sức khỏe không được tốt nên làm gì cũng chậm chạp, vẫn chạy chỉ y ngắn chứ không phải là y dài nha. Chị y ngắn, chị chạy này là dấu hỏi chứ không phải dấu ngã. Rồi, vững chạy trong giáo pháp rồi, chị chạy này đó, chạy cuối cùng đó ha. Rồi, thâm thần, cái từ thứ hai, sách cha quê đi năng, sách cha quê đi năng. Sách cha quê đi năng cũng do hai từ, sách cha và quê đi. Chữ sách giá có nghĩa là cái gì? Nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Sách giá có nghĩa là sự thật, là chân lý, cái gì mà nói đúng sự thật đó là sách giá. Ví dụ như bốn sự thật tứ diệu đế cũng là sách giá, ở đây chân lý cũng là sách giá, mà mười pháp ba la mật trong đó cũng có sách giá parami. Thì chữ sách giá là chân thật, là chân lý, là sự thật. Rồi từ thứ hai, quê đi năng, quê đi năng do cái đi nó danh từ, một danh tính từ, mà quê đi ở đây được chia theo đối với các số ít. Đức Thầy giáo về phát tí ê câu quá trình á, cho nên quê đi biến thành quê đi năng. Quê đi năng có nghĩa là sự nhận thức, sự nhận thức. Vậy thì sách giáo quê đi năng
có nghĩa là có sự nhận thức chân lý, có sự nhận thức về sự thật. À, hết nghe rồi hả? Alo, có ai còn nghe không? 1, 2, 3. Alo. À, chị Kim nghe nè, chị Dung Nguyễn nghe nè. Trời ơi, nghe chị Nhật Quỳnh ha, bánh ha. Chỗ nào biết không kịp ra nè, nói hết nghe rồi. Phải không bà con này, nhiều người còn nghe mà chị Nhật Quỳnh không nghe, kỳ quá vậy. À, rồi. Bây giờ chị sắp trao về đi năng, có nghĩa là có sự nhận thức về chân lý. Bây giờ hai từ này cộng lại ha, chị Nhật Quỳnh còn nghe không? Dạ rồi ha. Nói câu gì biết không? Gì? Gừng gần da căng cái. À, chị Trung Nguyễn coi chừng ha. Ôi nhẹ rõ ràng thế này còn nói rằng không, không nghe. Trời ơi, chát lên cái chữ rõ ràng chính xác thế này. Rồi bây giờ cộng hai chữ này lại. Thầm mắt thần sách cháu về đi năng, thầm mắt thần sách cháu về đi năng. À, ý nghĩa câu số 2, vững chãi trong giáo pháp. Vững chãi trong giáo pháp. À, ý nghĩa câu số 2 ha. Rồi bây giờ qua câu số 3. Câu số 3, attano cầm mắt khúc ba năng, attano cầm mắt khúc ba năng, attano cầm mắt khúc ba năng. Chữ attano chắc chắn là quý vị biết rồi ha, do từ atta. Ở đây attano cách chia của sở hữu cách chati vipati ekavacana, cho nên atta biến thành attano. Attano là của mình, của chính bản thân mình. Rồi kamma, kamma là việc làm, là phận sự ha. Việc làm phận sự của thân khẩu ý ha, hay là còn nói kamma là nghiệp. Rồi từ thứ 3, cúp ba năng. Cúp ba năng do cái động từ karoti ha, tức là phận sự ha, hay là việc làm. À, thì ở đây nó là một cái dạng mà gọi là hiện tại phân từ. À, cho nên chúng ta thấy căn ngữ cáp do cái động từ karoti là thể hiện. Vậy thì cúp ba năng ở đây có nghĩa là phận sự. Nó tương đương với cái từ comma ha. Rồi bây giờ cái câu số 3 này, attano kamma cuppa năng, cho chúng ta ý nghĩa thực hành phận sự của mình. Thực hành phận sự của mình, attano kamma cuppa năng, thực hành phận sự của mình, tức là mình làm việc của mình á. Ai mà đang làm việc của chính mình, không lo nghĩ chuyện của người khác thì gọi là attano kamma cuppa năng. Rồi câu số 4 là câu chấm dứt. Tăng chano kuru te pi yang, tăng chano kuru te pi yang, tăng chano kuru te pi yang. Câu số 4. À, chữ tăng này là một đại từ. À, tăng này là một đại từ, có nghĩa là người ấy, do đại từ tá. Ừ. Nhưng mà tá này được chia theo
đối cách trên này nó biến thành tăng. Đức Thị Gia Vị Phát Tia có quá trình á, người ấy sao nữa, Chano cũng là người, nhưng mà nói chung là chúng sanh hả? Cũng là người nhưng mà nói chung là chúng sanh. Vì Chano nó đứng làm chủ từ ha. Rồi từ thứ ba, Kurute đây cũng là một cái động từ của động từ karoti, nhưng mà động từ số ít này cho chúng ta ý nghĩa là nên tự làm hay là thể hiện, nên tự làm hay là thể hiện. Rồi chữ cuối cùng Piya Piyan, chúng ta đang học trong cái phẩm Hỷ Ái Piya Quốc Gia. Piya Piyan có nghĩa là yêu mến. Như vậy thì câu số 4 này, Tăng Chano Kurute Piyan, Tăng Chano Kurute Piyan, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy. Chữ Chano là dân chúng, là chúng sanh, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy, đó là ý nghĩa câu số 4. Câu Phật ngôn 217 ha. Câu Phật ngôn 217 cho chúng ta một ý nghĩa sau khi tìm hiểu từ vựng xong. Vị nào được đầy đủ về giới hạnh và tri kiến, vững chãi trong giáo pháp, có sự nhận thức chân lý, đang thực hành phận sự của mình, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy. Chúng tôi xin lặp lại. Vị nào được đầy đủ về giới hạnh và tri kiến, vững chãi trong giáo pháp, có sự nhận thức chân lý, đang thực hành phận sự của mình, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: Giới Đức tri giác trọn lành, kiên trú giáo pháp, đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Hay ha, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, cái chữ đầu tiên cũng là giới đức, chữ sau cùng cũng là giới đức. Giới đức tri giác trọn lành, kiên trú giáo pháp, đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn có 5 chữ: đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ai kính. Rồi như vậy chúng ta xong bốn phần ha. Ý nghĩa từ vựng có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thôi thì chúng ta tiếp tục. Gì đây? Quý vị thông cảm, hôm nay là chùa Thái Hòa làm lễ nhân y, nhưng mà có hợp đồng xe rồi, có xe ai tới làm gì?
Đây chọc cho số có không à, à bây chứ còn mấy con cháu hả à, bảy con, bảy con à, nó là những vệ sĩ, những vệ sĩ coi như à, có đêm không ngủ chạy xe vô. Cái cửa ngoài đâu có mở, đâu có đóng đâu. Con thay mới đẩy cửa vào vô, con đóng mà. Ở cửa nó không có đóng, rồi thì hỏi đi vô làm gì? Chạy vô chạy vô. Rồi, để tự nhiên đi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Không có, khi này không có mất con chó nào hết á. Rồi, câu đầu tiên trường âm, đoạn âm ha. Rồi, đánh nhanh ruốt lại ha. Si la da sa la sam ban nang. Si la da sa la sam ban nang. Cái câu này quý vị thấy có được bao nhiêu âm từ trong câu số 1? Alo, cả tám. Si là 1, la là 2, da là 3, sa là 4, na là 5, sam là 6, ban là 7 và nang là 8. Chính xác. Trong 8 từ này có tất cả bao nhiêu trường âm? Có tất cả bao nhiêu trường âm? Người năm, người sáu, hai bên là thấy có hai người mà cũng không có, có đoàn kết với nhau hả? Người năm, người sáu sao mà chói nhau vậy hả? Thôi bây giờ muốn coi ai thắng nè, năm và sáu này đập lộn nhau đi, người nào thắng là người đó à, thành công nè. Để coi năm và sáu. À, có ai làm trọng tài cho hai người này không? À, hỏi rằng câu này có bao nhiêu trường âm? Người nói 5, người nói 6. Bảo vệ lập trường của mình đi. À, bảo vệ lập trường của mình đi. Bây giờ mời Sĩ Tâm Pháp làm trọng tài. Sĩ Tâm Pháp ơi, cái câu này có người nói 5, có người nói 6. Sĩ Tâm Pháp nghĩ sao? Bao nhiêu trường âm? Thì có người nói 5 trường âm, có người nói 6 trường âm. Mời Sĩ Tổng Pháp giải quyết dùm để cho cái bên nào thắng này. Alo, à phải đi học võ mà vô rung này được, chứ còn nếu mà võ mà yếu là coi như vô đây là bị đi à. Rồi bây giờ Sĩ Tổng Pháp đâu rồi? Không lên được. Trời ơi, như vậy là thiên vị nè, thiên vị của Nhật Quỳnh hay là của Kim cho nên ha. Ôi, huynh đạo huynh, rồi làm trọng tài giùm ha. Bao nhiêu trường âm trong câu số 1, xin mời. Dạ, đạo huynh xin thành kính đảnh lễ sư kiến đức. Dạ, chào cô Nhật Quỳnh, chào cô tu nữ, Tệ Duyên. Và chào những anh chị em đạo huynh hồi nãy không có thấy hết á. Dạ, xin chào, kính chào tất cả quý vị. Nhà đạo huynh mới vô thành tử sư cho con, cho con đã ghi lịch dạ. Chữ chữ si là một trường âm, là số 1 là một trường âm dạ. Chữ lá là đoán âm là không trễ rồi à, chữ si lá, chữ das là một trường âm thứ nhì dạ. Chữ đát xanh là đoán âm dạ. Đát xá, xin lỗi, đát xá ná, si lá đát xa ná là chữ đát, chữ đát là một trường âm thứ nhì dạ. Sách xa ná, chữ xăng là một trường âm thứ ba, chữ xăng. Rồi chữ băng là một trường âm thứ tư, và chữ năng là trường âm thứ năm dạ. Cũng đếm lại thưa sư, chữ si, chữ đát, chữ xăng, chữ banh, chữ năng, vậy là tổng cộng có 5 trường âm tất cả thưa sư. Dạ à, dạ con xin đọc lại. Si la da sa na sam banh năng. Dạ như vậy là con đã phân tích xong. Dạ nếu mà con có sai thì kính nhờ sư sửa cho con ạ. À. Dạ con xin à, huynh đạo huynh hãy làm trọng tài phải chí công vô tư á, mình phải tự tin chính bản thân mình chứ sao mà còn nhờ người ta chỉ điểm làm cái gì à, trong khi đó
có người nói năm, có người nói sáu. Thì bây giờ mình lên trọng tài là phải phân tích cho rõ cái nào năm, cái nào sáu. Thì khi mà phân tích chữ si, chữ đáp, chữ xăm, chữ banh, chữ năng, năm trường âm, rõ ràng như vậy còn thắc mắc gì nữa ha? Khi mà phân tích chính xác như vậy rồi thì thấy rằng số 5 đúng hay là số 6 đúng. À, không sao. Sếp Nhật Quỳnh coi nha, hồi nãy giờ chắc cũng hỏi tay rồi. Cho nên khi mà hỏi trường âm bao nhiêu thì đưa tay lên bấm nhầm, không sao hết. Nhưng mà để thử coi đạo tràng có thấy cái sai của mình hay không. Sếp Nhật Quỳnh cũng ghê lắm nghe. Nhiều khi gài bẫy bà con đó. Anh ơi, Sếp Kim cũng đâu có vừa ha, mắc có vấn đề ha. Rồi ai có mắc kiến cho Sếp Nhật Quỳnh mượn đi. Ai như vậy thì câu này có tất cả năm trường âm. Trong năm trường âm này quý vị thấy bao nhiêu trường âm thông thường? Rõ ràng và chính xác, trường âm thông thường nó đứng trình hình ở phía trước đó, có một nhìn vô là biết liền, hay chưa? Nhìn vô là biết liền trường âm thông thường chữ si ha. Rồi chính xác, đó là trường âm thông thường. Rồi bao nhiêu trường âm nhấn nè, bao nhiêu trường âm nhấn? Sít Nhật Quỳnh, Sít Kim, Sít Dung Nguyễn, nó có 3 trường âm nhấn. Chữ đáp là 1 này, chữ xăm là 2, chữ năng là 3. Hồi nãy Huynh Đạo Huynh nói rồi, chứ bây giờ không tham gia nữa. Nghe Huynh Đạo Huynh nói, bây giờ bà con bắt chước theo, chát lên là đúng liền. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Wow, cái này chắc lẹ ha. Một trường âm đầu tiên, một trường âm cuối cùng, nhưng mà chia làm hai ngã, một là thông thường, hai là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì nói tóm lại đi, cái câu này có tất cả bao nhiêu loại trường âm? Bây giờ Sinh Nhật Quỳnh nhảy lên đứng hàng đầu ha. Câu này có tất cả là 3 loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ si, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng, trường âm nhấn là chữ đát, chữ xăm, chữ banh. Rồi bà con có thắc mắc về câu số 1 không? Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì thấy vô tư ha, rất là nhẹ nhàng, đọc đâu là hiểu đó, mình biết nó là thuộc về cái loại gì, chỗ nào là trường, chỗ nào là đoán. Đoán âm thì chúng ta phải đọc lẹ ngắn, còn trường âm thì chúng ta phải đọc giọng dài, kéo dài ra gọi là trường. Rồi như vậy là câu số 1 không có gì thắc mắc phải không? Rồi bây giờ tới câu số 2, thăm mắt thăng sách cha quê đi năng. Câu số 2, thăm mắt thăng sách cha quê đi năng. Alo, câu số 2, thăm mắt thăng sách cha quê đi năng. Câu này quý vị thấy có bao nhiêu đoạn âm? Cũng là không có đoàn kết, hai người này người ba người hai, rồi người ba người hai riết rồi. Bây giờ rồi hai hai là bốn nữa ha. Hai hai bốn với thêm ba nữa là bảy, một mình Sếp Nhật Quỳnh mà chát lên câu này tới bảy luôn. Rồi có bao nhiêu đoạn âm trong câu này? Sếp Kim thì giữ vững lập trường có hai đoạn âm, mà hai đoạn âm đó thì quý vị thấy chữ cha này chữ đi thôi, chữ cha và đi là hai đoạn âm. Còn lại
Quý vị thấy à, hai đoạn âm thì còn lại bao nhiêu là trường âm? Câu hỏi dễ quá ha. Trời ơi, làm toán cộng mà làm sai nữa, không biết nghĩ sao nữa nha. À, có tất cả 6 trường âm. Trong 6 trường âm này, nó thuộc vào bao nhiêu loại trường âm? Nó thuộc vào bao nhiêu loại trường âm? À, nó anh chập liếu lưỡi luôn. Rồi nó bậy. Nói rằng chỗ này có bao nhiêu loại trường âm, chỉ có mình sẽ kiềm nói có 3 loại. Còn bà con là thấy nhiều quá ha, nhiều quá rồi không biết bao nhiêu loại. Nào là 2, nào là 6, tùm lum tà la. À, rồi có 3 loại trường âm. Vậy thì trong 3 loại trường âm này chúng ta mổ xẻ tiếp ha. Bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Sao người ba người bốn ở đây, sao mà hai cái người này sống hả, không có sống chung hòa bình gì hết trơn vậy? Phải đoàn kết, phải nhất trí. Đoàn kết thì sống, mà chia rẽ thì chết. Trời ơi, muốn chết không hả? Cứ chọi nhau hoài, người ba người bốn, chán quá. Chọc chọc cho vui hả? Vui hả? Rồi muốn chọc thì cứ chọc đi. Chị Kim lên phân tích câu số 2 này sao mà kỳ cục quá vậy nè, tham gia chiến đấu mà cứ kế chói nhau hoài vậy nè. Rồi con xin kính chào sư Chí Đức. Không biết có sư Pháp Quang vô không nữa, con quên coi nó, bây giờ con vô mít rồi con không trả lời được rồi. Con xin kính chào sư Chí Đức và các sư và các cô tu nữ nếu có, và quý vị Phật tử. Sao bữa nay con thấy xích bà Nhật Quỳnh vui quá à. Bà cứ nói sai để cho sư nói tới nó lui cho nó vui đấy sư. Chứ cổ làm gì cổ không biết, cổ chọc gì sư cho vui thôi. Để cho sư nói cho nó vui xả hơi đấy sư. Thôi để con phân tích câu số 2 đấy sư. La con nữa, mỏi nhọn nữa, nói nhiều quá. Câu số 2. Thầm mắt thằng sắc cháu quề đi nằng. Thầm mắt thằng sắc cháu quề đi nằng. Thâm là trường âm nhắn, mắt là trường âm nhắn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nguyên âm. Sắc là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này nó có tất cả 3 loại trường âm. Trường âm thông thường có một chữ một cái thôi là chữ về. Thư nói dân một chữ, khi con nói 8 chữ thì thư rầy con là 6 âm chứ không chữ. Mà giờ chữ V cũng là thôi, đâu có chữ đâu mà nếu con nói âm thì không biết làm sao. Nó sư nói chữ con nói chữ, nhưng mà nói túm lại đó sư, tất cả đều danh từ tục đế hết, nói sao cũng được miễn hiểu được rồi, đúng không sư? Nó có câu thứ hai, nó có tất cả 3 loại trường âm. Trường âm thông thường có một chữ là chữ quê, một chữ là một âm gì cũng được. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2 là thân và năng. Trường âm nhắn có 3 là thâm, mắt, sắc. Đoạn âm có 2 là chá, dí. Còn kêu có 1, 2 rồi, đúng rồi, chữ chữ sư la nữa. Và con thấy là nó như vậy đó. Con có gì sai đó thì sư sửa lại. Con xin trả máy rồi. Sa thủ, sa thủ Sích Kim. Nhưng mà Sích Kim phân tích như vậy bà con có ý kiến sao chứ? Phân tích thì ít mà nói thì nhiều. Rồi bây giờ coi như là bà con phải có ý kiến chứ. Chỉ có mình Sích Kim là Sích Kim Nhật Quỳnh tặng 3 cành hoa. Tức là Sích Nhật Quỳnh công nhận Sích Kim nói đúng. Còn quý vị thấy rằng Sích Kim tự nhận mình là mỏ nhọn ra. Thấy phân tích rõ ràng chính xác, được người ta tặng bông tặng hoa vậy mà còn nó mỏ nhọn cái gì cũng biết nữa hả?
Đây, có ý kiến câu số 2 không? Bởi vì nếu mà quý vị không có ý kiến á, thì không qua. Mà có ý kiến phải phải phải, phải đem chiếc kim ra mà mổ xẻ. Ai có ý kiến không? Trời ơi, sao mà sợ sợ chiếc kim hả? À, cái lễ để Đức Pháp Quang vừa đến với Pháp hội. Rồi, không có ý kiến ha. Rồi, không có ý kiến thì thông qua, có gì đâu, dễ mà. Vậy thì câu 1, câu 2 chúng ta đã phân tích, đã phân tích và đã hiểu được trường âm, đoạn âm. Câu số 1, câu số 2. Vậy thì hai câu này, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Siladasana sambandang thammat thang sacchawe di nang. Siladasana sambandang thammat thang sacchawe di nang. Siladasana sambandang thammat thang sacchawe cha về đi nằng. Rồi, à, chúng ta thấy trường âm hơi nhiều, cho nên cái giọng đọc của chúng ta cũng phải từ từ. Cho nên mà chúng ta đọc nhanh á, thì chỗ này á, dễ bị vấp lắm ha. Rồi, bây giờ qua câu số 3. Attano kammakubba nằng. Attano kammakubba nằng. Attano kammakubba ba năng. Câu này phải mời cô tu nữ Tự Duyên. Alo, cô tu nữ Tự Duyên, chụp micro nè. 1, 2, 3. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Sích Kim, cảm ơn Nhật Quỳnh, Đức Nguyễn, chưa biết nghe rõ. Dạ, con xin đọc bài xong rồi con xin rời râm. Dạ, Attano kammakubba nang. At là trường âm ngắn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường, kam là trường âm ngắn, má là đoạn âm, cúp là trường âm ngắn, ba là trường âm thông thường, nang là trường âm đọc theo giọng âm. Dạ, con đã phát xong và bây giờ con nhanh nhanh đại xe đậu ở ngoài nhà hàng chờ con rồi con xin xuống mất. Alo, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cái gì mà thấy biến rồi, không biết nữa sao. Cô tu nữ Tự Duyên phân tích làm sao mà cái này bỏ của chạy lấy người hả? Rất mạng rồi. Rồi, không biết có anh đúng hay sai đâu, không biết nữa. Nãy giờ chạy ra ngoài, vô thấy biến rồi. Câu số 3. Chắc là chị Nhật Quỳnh có nghe rõ hay sao mà coi như ba cành hoa. Cô đi chùa Thái Hòa hả? Rồi, bảo đảm lên đã gặp cô rồi. Rồi, chắc là gặp nhau hả? Trên đó là đòi quà, đòi cáp nữa, cái bà này. Rồi, bây giờ câu số 3, xe chạ. Xe chạ. À, sẽ mất phần đi sớm dữ gì ta? À, không sao, không sao.
Rồi bây giờ câu số 3 này cô tự nhiên đi chùa Tô Hòa nhờ nhờ chiếc Nhật Quỳnh ha, thế ha. Cho nên biết là cô đi chùa Tô Hòa ha. Rồi chiếc Nhật Quỳnh câu số 3 này sao trường âm đoán âm đã nhanh rút lẹ rồi chúng tôi cũng đi theo Hòa gặp cô tự nhiên. Alo cô Nhật Quỳnh câu số dạ nó mau bút tha giá dạ. Dạ cô nói là xe đang chờ con, được là cô đi chùa Thái Hòa, con cũng biết ngài cũng sắp đi chùa Thái Hòa, dạ rất là xa thú. Dạ nam mô bút tha giá dạ. Dạ con xin phân tích câu số 3 atano cam mắt cúp ba năng, mà câu này cô tự duyên phân tích rồi bạch ngài. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cúp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin phân tích lại lần nữa. Át ta nô căm mắc cúp ba năng, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cúp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con phân tích xong, nếu có sai ngài chỉ dạy cho con kính nhân bích đến ngài ạ. Alo 123 123 chọi chọi với nhau và thấy người ta phân tích đúng cũng tặng hoa nhiều dữ ha. Cô Kim này với cô Nhật Quỳnh, hai cô này thấy cũng vui nha. Rồi xa tu đúng là mình phải phải tặng thưởng phải khen à, còn cái sai là phải chết lùi hoặc là chết chắc à, đúng hay sai gì á chúng ta cũng nên nhận định một cách rõ ràng à, đúng tặng hoa còn sai đừng có hù người ta chết chắc là lần sau người ta đâu dám lên à. Nhưng mà câu số 3 này sự quan tết của chiếc Nhật Quỳnh cho chúng ta thấy như thế nào. Atano cầm mắt cúc ba năng, câu này có đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường có hai chữ nô và chữ ba. Trường âm nhấn có bao nhiêu? Chữ ấp là một, chữ câm là hai, chữ cúc là ba, tức là ba trường âm nhấn. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một đứa, đó là chữ năng à. Như vậy thì cái câu số 3 có đầy đủ ba loại trường âm à. Đấy, xà thủ chính chính phân tích đúng như vậy cho nên Sĩ Kim mới tặng mà bông màu tím, bông màu đỏ, bông màu xanh à. Xanh xanh đỏ đỏ là cô Nhật Quỳnh thấy mừng rồi. Bây giờ tới câu số 4 tăng chát nô cú rú tề tuy dần, tăng chát nô cú rú tề tuy dần, tăng cha nô cu lu tề pi dần. Quý vị nếu mà vô sớm á, trong cái room này khi nãy quý vị nghe sư chuyên tụng cái bài kinh nam mô rất là chuẩn à, mà đọc kinh chuẩn như vậy hay như vậy thì câu số 4 này phân tích chắc là không khó. Mời sư chuyên phân tích câu số 4. Alo, sư Duyên, câu số 4, trường âm, đoạn âm sao đây? Xin mời bàn tay sư Duyên. Chưa học hả? Chưa học thì bây giờ học. Chứ đâu có ai cái sinh ra là học học hết rồi đâu. Chưa học thì bây giờ học. Chưa học hả? Thôi. Chỉ học lên mới đảm bảo thôi. Rồi. Thôi mời Sư Dung Nguyễn đi à. Sư Dung Nguyễn, Sư Dung Nguyễn ơi, câu số 4 trường âm đoạn âm sao đây? Ô, Sư Dung Nguyễn à, cũng ngồi im ru vậy. Sao ai vô trong cái room này cũng đắc ngủ thiền hết trơn vậy nè. Đưa tay lên giùm bà con, con không cầm mic được rồi, khổ đẻ. Cái kiểu này không cầm mic phải đi bác sĩ để làm gì chứ không, bác sĩ bó tay
Vì cái tay không cử động được, không cầm mic được, phải bó tay thôi chứ gì nữa. Rồi, mời huynh Đạo huynh câu cuối cùng. Alo, huynh Đạo huynh ơi, giúp dùng câu cuối cùng này để chúng ta đi qua cái giai đoạn khác. Huynh Đạo huynh, câu cuối cùng tăng channel Kuru Tề Phi Dần. Alo, rồi cũng im ru. Em đồ cho hỏi bà con ha. Câu số 4 tầng chát ô cô rú tề bị dần. À, sĩ Kim hả? Rồi, có người đưa tay là mừng rồi. Dạ, con xin làm phân tích câu số 4 này dùm cho cô Duyên với cô gì, cô Chu Dung Nguyễn. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang vừa mới vô đó, con thấy có người đảnh lễ đó. À, cô tu nữ cũng đi rồi. Dạ, con xin chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang và các quý vị Phật tử. Con xin phân tích cái này cho rồi đi để cho sư qua phần thứ hai. Con cũng có việc ngày hôm nay nữa đó sư. Tăng chá nô khu rú tề phi dăng. Tăng chá nô khu rú tề phi dăng. Tăng là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, khú rú là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này, câu số 4 này thì nó khác hẳn chứ ba câu trước, là nó chỉ có hai loại chơi trường âm thôi. Đó là trường âm thông thường có hai là chữ là nô và tê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có hai là tăng và dăng. Nó không có trường âm ngắn và nó có bốn đoạn âm là chá, khú, rú, phí. Dạ, con hết rồi, con có sai xin sư sửa, con xin cả máy rồi. À, sao thú, sĩ Kim, miệng liền, đánh nhanh thuốc lẹ. Bởi vì thật sự ra thời gian không chờ đợi chúng ta, mỗi người đều có công việc. Và rồi huynh từ từ, bởi vì hồi nãy mời không chịu lên là bây giờ qua tour rồi. Sĩ Kim đã phân tích xong rồi thì bây giờ câu số 4 tăng channel của rú tề bí dần. Mà khi mà Sĩ Kim phân tích xong mà sĩ nhật huynh tặng hoa là không ai có ý kiến nữa nha. Bởi vì khi nãy Sĩ Nhật Quỳnh phân tích thì Sĩ Kim tặng tới 9 cành hoa. Nhưng mà đáp lại Sĩ Nhật Quỳnh cũng tặng chỉ có 3 cành hoa tượng trưng cho 3 màu. À, cũng đủ rồi. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Sẽ liên lạc với nhau. À, bây giờ câu số 3, câu số 4. Atano cầm mắt thúc ba năng tăng chát nô khu rú tề phi dần. Atano cầm mắt thúc ba năng tăng chát nô khu rú tề phi dần. Atano cầm mắt thúc ba năng tăng chát nô khu rú tề phi dần. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới và huynh đạo huynh là người đọc đầu tiên ha. Bây giờ nguyên bài nè. Quen bài, chúng tôi đọc trước 3 lần và huynh đạo huynh đã đưa tay thì sẽ tiếp tục đọc trước tiên ha. Si la da sa na sam ban nang tham mat thang sat cha we di nang at ta no kam mat up ba nang tang cha no pu ru te ti yang. Si la da sa na sam ban nang tham mat thang sat cha về di năng át tán nô cầm mắt cúc bà năng tăng chát nô cú rú tề phi dần. Sì la đa sa na sầm bàn năng thầm mắt thằng sát cha về di năng át tán nô cầm mắt cúc bà năng tăng chát nô cú rú tề phi dần. Đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng hái kính. Rồi huynh đạo huynh
Đọc liền đi chứ hồi nãy giờ đưa tay hơi mỏi rồi ha. Mời huynh đạo huynh. Tịnh là Ngọc Hoàng Tùng Đức. Xin lỗi sư, chỉ lấy mình. Năng mắt năng năng tô xin lỗi tô cầm việc bây giờ Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ Quỳnh Đạo Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Quỳnh. Bên của Quỳnh bây giờ, nãy giờ Nhật Quỳnh nghe không được. Nhật Quỳnh mới đầu tưởng là máy của Nhật Quỳnh. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Ngài Trí Đức và cô Kim cũng không nghe được. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, vậy bây giờ Quỳnh có thể chạy ra ngoài rồi chạy vào được. Dạ, bây giờ dạ, kính mời vị nào tiếp tục ạ. À. Vị nào sắp đi làm thì đưa bàn tay lên đọc bài đi. Để kịp giờ đi làm. Dạ, rồi vị nào đưa bàn tay lên thì mình sẵn sàng nhận mít. Dạ, mời Dung Nguyễn nha, để đi làm cho kịp giờ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và xin Pháp Quang. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 217. Dạ, con cảm ơn cô Kim đã cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh bóc bài cho con. Si lá tá sát ná sầm bàn nhằn thầm mát thằng sát chá quê bí nằn ác tá nô cầm má cút cút bà nằn tăng chá nô cú rút tê bí dằn si lát đá sẵn ná sẵn bá nằn thầm má thằng sát chá quê bí nằn ác tá nô cầm má cút bà nằn tăng chá dô cú rút tê bí dằn si lá đá sa ná sầm bà nhàn thà thầm má thằng sắc cha quê
bí năng atano kamma kupanang tăng vô kurute bí năng đủ giới đất chánh kiến chú pháp chứng chân lý tự làm công việc mình được quần chúng kính ái. Và dạ, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Si la da sát sát na sam ba nang tham ma thang sát cha quê đi nang atano cầm má cúc bà nang tăng cha yo cúc cúc đu tề bí dằng. Dạ, giới đức trí giác trọn lành kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung làm xong công việc cuối cùng trời người ái kính đón mừng hân hoan. Dạ, cơ bản dịch của hòa thượng giới đức. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai chỗ nào thì con xin ngài và xin với cô giúp con chỉnh sửa ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Yes. Dạ con xin chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Huynh đạo huynh ơi, chắc cái đường truyền của huynh nó bị gì đó, nghe không được đâu, nghe cài giật gì đó giống như lúc đầu thôi. Để tiếp tục chương trình thôi, con xin đọc cái câu pháp kinh Pháp Cú câu 217. Cảm ơn Dung Nguyễn ha. Huynh ở vùng nào mà sao nghe ở Mỹ mà sao đường truyền xấu quá ha. Si a si la da sana sam pan nang tham mắt thằng sắc cháu quê đi nàng atano kham mắt khúc bà nàng tằng cha nô khu đúc tề phi dằng.
Sì lá đá sa na sầm bành nằng thầm mắt thằng sắc châu quê đi nằng ác ta nồ khầm mắt khúc bà nằng tằng cha nồ khu rút tề phi dằng. Sì lá đá sa na sầm bành nằng thầm mắt thằng sắc châu quê đi nằng ác ta nồ khầm mắt khúc bà tằng cha nồ khu rút tề phi dằng. Để đọc lên một lần, một hơi có được không? Mình thấy này trường âm nhiều không biết đọc nó được không ta? Xì lá đá sa na sầm thành nằng thầm mắt thằng sắc cha quề đi nằng ắc ta nồ khầm mắt khúc bà nằng tằng cha nồ khu rút tề phi dằng. Đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai, xin sư chỉ dẫn. Bà con ơi, tôi nghĩ rằng ấy, sư đi rồi đó, không còn trong đạo, không trong đạo tràng đâu đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ chị Metta ơi, chị có trả bài không chị Metta? Thích Duyên có đọc bài không? Dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Quang ạ. À. Hôm nay sư có cầm mic không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. À. Dạ, Như Quỳnh kính mời đạo tràng. Quỳnh không biết có bị ảnh hưởng gió bão không Quỳnh? Mỗi lần âm thanh của Quỳnh rất tốt mà. Dạ, hồi tối này ở Ngài Trị Đức vừa về Việt Nam thì hồi tối này ở Đà Lạt là bị lốc xoáy. Dạ, người nhà của Nhật Quỳnh phải chung trốn trong tủ. Dạ, kính mời Quỳnh thử lại coi nha. Và chính bản thân Nhật Quỳnh ở đây cũng bị ảnh hưởng từ sáng tới giờ, nên có lúc nghe được cũng lúc không, và lúc nãy Nhật Quỳnh cầm mic cũng bị té lên rớt xuống nên rất bị phân tâm. Dạ kính mời Quỳnh nghe. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ không biết cô Nhật Quỳnh cho biết con nói vậy là có nghe được rõ. Dạ nghe rõ, vậy là giọng tốt rồi. Dạ bên này chắc cái chỗ đó nó báo cho đạo huynh bị yếu sống. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn Sip Kim. Dạ cảm ơn cô Dung Nguyễn. Dạ con thành kính đảnh lễ sư Trí Đức, không biết sư có còn trong không. Dạ và kính chào cô Meta, kính Dung Nguyễn, kính chào Dung và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng thân mến. Dạ đạo huynh xin đọc câu kinh Pháp Cú số 217. À, 217. Dạ hồi nãy giờ thì không thấy gì trơn hết rồi, thành thử là nữ chất độc rất là dở. Dạ. À, nếu có gì sai thì xin đạo tràng cùng giúp ha, giúp đạo huynh cùng cùng tăng tiến trong việc tu học. Dạ. Đọc kinh. Dạ. Si lá đất xá ná xâm băng năng thăm mắt tăng xá cá quê đi năng á ta nô ca má cúp ba thá á ta nô ca má cúp ba năng thăm chá nô cú rú tê bí năng Si lá đắp xá ná xâm bằng năng. Si lá đắp xá ná xâm bằng năng. Thầm mà tăng xá cá quê đi năng. Á tá nô cầm má cúp ba năng. Thầm chá năng cú rú tê bí năng. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch như thế này. Đủ giới đức chánh kiến, chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Dạ. À, đạo huynh đã đọc xong và xin bày cho một người trong đạo tràng. À, còn một câu nữa, câu phổ thơ của Giới Đức, của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Giới Đức trí giác trọn lành,
Dạ, cái đầu câu đầu tiên cũng sư giới đất mà cũng cái tên đĩa cũng cái chữ đầu tiên là giới đất luôn. Giới đất trí trọn lành, giới đất trí giác trọn lành. Câu này thơ Lục Bát. Kiên trú giáo pháp đạo hành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Và đạo huynh đã đọc rồi, tại thích cái câu đó rất là hay. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Dạ, đạo huynh đã đọc xong và xin xuống bích. Dạ, nhường lại cho một người khác. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn huynh đạo huynh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như huynh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài. Dạ, nếu chị Meta hoặc là duyên có đưa tay thì nhục huynh xin nhường mic. Dạ, để rung lặng yên thì dạ, mọi người tưởng là đường nét của mình có vấn đề. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Quang. Dạ, nếu sư có cầm mic thì sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con xin được trả bài. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ cam mắt cúp ba năng tăng cha nơ cú rú tề bi văn. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ cam mắt cúp ba năng tăng cha nơ cú rú tề bi văn. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ. Dạ con đọc sai rồi. Dạ con xin đọc lại. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ cam mắc cúp ba năng tăng cha nơ pu ru tề bi văn. Đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ cam mắc cúp ba năng tăng cha nơ cu ru tề bi văn. Sì la đa sa na sam ban năng tham mat thang sat cha quệ đi năng at ta nơ cam mắc cúp ba năng tăng cha nơ cu ru tề bi văn. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến chào phố biển Quy Nhơn. Phố biển Quy Nhơn ơi, có cầm mic được không? Nhục bình vất phải lên để trả bài đi, chắc chị Meta bận rồi, không thấy tín hiệu của chị Meta. Cũng duyên thì chắc cũng bận tay rồi. Dạ, cũng không thấy tín hiệu. Phố biển có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có trả bài được không? Cho một tín hiệu đi. Ngài Trí Đức bây giờ chắc đã bận sửa soạn để đi lên chùa Thái Hòa đó phố biển ơi. Nghe ai cũng đi chùa hết. Nhật Quỳnh à, rất là nôn nóng luôn. Yeah, rất là nôn nóng. Đi mùa này Duy có ý định đi về Việt Nam mùa dân y, hy vọng năm tới đi về Việt Nam thì đại gia này vui lắm. Yeah, vui lắm, cứ nghe đi chùa này rồi tới chùa kia tới chùa nọ, ngày nào cũng có một ngày tới hai ba chùa, mình cũng không có sức đi nổi đâu, nghe mỗi chùa thôi. Dạ, chùa nào mà có quý sư vào đạo tràng
thuyết giảng này kia thì mình biết được, mình đi rất là hoan hỷ. Dung Nguyễn hân hoan chào đón phải không? Chào đó đi ngang, ngày mùa dân y này thì không có về, nhưng mà sau đó Nhật Quỳnh về đó chào ngang. À, cái gì mai mốt có thể hẹn gặp nhau. Dạ, có thể hẹn gặp nhau. Tình nguyện phải không? Rồi, tình nguyện. Nhưng mà có gặp chắc cũng phải Chủ nhật thì mới gặp được phải không? Ngày thường thì Dung Nguyễn quắc đi làm mà. Nhưng mà như mùa dân y này Dung Nguyễn ở Việt Nam thiệt, nhưng mà cũng đâu có đi được chùa này chùa kia đâu, tại ở xa quá. Chùa này chùa kia ở miền Nam, rồi ở Đồng Nai, rồi ở ở Vĩnh Long, rồi xa quá. Nhật Quỳnh nhà ở trung tâm nên Nhật Quỳnh đi được. Dạ, xá thủ con kính nhân minh đến đại đức pháp quan ạ. Làm cái gì mà kêu ngày này réo ngày kia dữ vậy cô Nhật Quỳnh? Không ai cầm thì cô tự cầm luôn đi chứ, kêu người này réo người kia. Còn thế My name is Dhammadatta, and I'm from India. So now I will recite Dhammapada Gatha from Piyavagat, and Gatha number is 217. Yes. Shiladasana sampannam dhammattha saccavedinam attanukamma gubhanam tang jhano kurute piyam. Shiladasana sampannam dhammattha saccavedinam attanukamma gubhanam tang jhano kurute piyam. Shiladasana sampannam dhammattha saccavedinam attanukamma gubhanam tang jhano kurute piyam. I don't know if it's gone or not. Okay. Rồi vậy đó, đọc rồi đó cô Nhật Quỳnh ha, xin gửi bức lại cho cô. Dạ, xa thủ chúng con thành kính đảnh lễ ơn quý ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, cô Biển có nghe được không? Dạ hả, dạ thì đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh bốt bài ra. Dạ, con kính bạch đại đức pháp quan, con là có danh hiệu là kiêu cứu, là không ai từ chối nổi đó sư. Dạ, mà con kêu cứu để cho quý ngài và đạo tràng cầm mít là biệt danh của con, là có người nói con nghe chị Nhật Quỳnh mà kêu cứu đó nha, là không thể không dằn lòng được, nên là chắc sư cũng không dằn lòng được. Rồi mời Phú Biển. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Quang cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đầu tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tôn nữ và kính chào tất cả cô chú anh chị em Phật tử. Con xin trả bài của Pháp Cú số 217. Sì lá đát xá ná sàm bàn nành thầm mát
thằng sách cha quê đi nặng át ta nô cầm mắc cút bà nặng tăng cha nô cú rú tề bí dần. Ôi sao cái điện thoại con chữ nó nhỏ không? Xì lá đát xá ná xàm bàn nặng thầm mát thằng sách cha quê đi nặng át ta nô cầm mắc cút bà nặng tăng cha nô cú rú tề bí dần. Xì lá đát xá ná xàm bàn nặng thầm mát thằng sách cha quê đi nặng át ta nô cầm mắc cút bà nặng tăng cha nô cú rú tề bí dần. Đủ giới đức chánh kiết chánh kiến trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Xích Duyên ơi, sang năm cố gắng về dự lễ dân y nha Xích Duyên, đặc biệt là chùa Phục Quang Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 25 cây. Chừng đó mà Xích về là em sẵn sàng đưa đón dẫn đi lên dự lễ. Chiều 19 là dẫn ra sân bay đón Chư Tăng. Tới 20 là dự lễ. Ở ngoài Quy Nhơn thì chùa xa nên là Chư Tăng phải ra trước một hôm, Chư Tăng phải ra trước buổi chiều nên là vui lắm, hoan hỷ lắm. Năm nay chùa con chuẩn bị 3.200 mấy chục cái bánh ít lá gai để cúng dường Chư Tăng với tặng cho Phật tử, nhưng mà thiếu mà hoan hỷ lắm, tặng các vị. Các vị nói, ô Phật tử thư sư thích bánh ít này lắm, thôi cô cho thêm đi. Dạ. With the resetting type. So Shila Dasana Sampannam Dhammattham Sachave Dinam Attanu Kammakubhanam Tanjhano Kurute Piyam. Shila Dasana Sampannam Dhammattha Sachave Dinam Attano Kammaku Bhanam Tanjhano Kurute Piyam. Shila Dasana Sampannam Dhammattha Sachave Dinam Attano Bhanam Tanjhano Kurute Piyam. So now I will explain the meaning of this this words. So this verse is first line is Shila Dasana Sampanna. So here the Shila is the morality principle, and Dasana means is the inside knowledge, that is Vipassana knowledge. Sampanna means the who has enjoyed, who is the master over this morality and this Vipassana knowledge. And Dhammattha Satcha Vedinanta. Dhammattha means who has knowledge of the Dhamma. The Dhamma and establish himself in the Dhamma. And Satcha Vedina. Satcha is the truth, the Four Noble Truth. And who realizes the Four Noble Truth, that is Satcha Vedina. Then Attano Kamma Kubhanam means Attanu Kamma Kubhanam means Attanu means oneself.
And Kamma Kubhanang means who has fulfilling his own duties, the duties of practicing morality, duties of practicing charity and giving dana, shila, bhavana, and that is Atanu Kamma Kubhanang. And Tang Jhano Kuru Tupiang. Jhano means it's here called for pull. And Kuru Tupiang means who is, the people will love him. If somebody has the shila, the morality, dasana, vipassana knowledge, and dhammatha, who is master over the dhamma, and sacchavidhinang, who has realized the truth, four noble truth, and who fulfilling his own duties, the all people, the people of this world, will love him, will respect him. This is the meaning of this gatha. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ, tri ân Đại Đức Pháp Quang và Quý Sư đã vào Đạo Tràng Phật Giáo Nam Truyền để chia sẻ cũng như dạy kinh. Dạ, chúng con rất là hoan hỷ, thành kính đảnh lễ quý Ngài. Dạ, con nhờ Sư Pháp Quang nói lại dùm với Chư Tăng, con nghe con hiểu chút xíu à. Dạ, tại vì con dốt tiếng Anh nên con xin phép sư nói lại với quý Ngài dùng. Nhà Đạo Tràng Phật Giáo Nam Truyền rất là tri ân quý Ngài để khi quý Ngài đến Đạo Tràng để đọc kệ kinh và cũng như là chia sẻ về Phật Pháp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ. Rồi, Dung Nguyễn đi làm rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết là Ngài Trí Đức lên xe chưa. Dạ, Ngài có cầm mít được không? Bạch Ngài, con không biết Ngài lên xe chưa, Ngài có cầm mít được không? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, rồi, sa thú lành thai. Dạ, con Ngài lên xe để lên đường rồi. Dạ, thì bây giờ thôi Đạo Tràng cùng nhau sinh hoạt đi. Dạ, cùng nhau mình sinh hoạt đi, Ngài đã rời room rồi. Dạ, bây giờ Quỳnh Đạo Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Duyên Xích Kim, chị Meta và cả quý vị trong Đạo Tràng. Có vị nào nghe âm thanh Nhật Quỳnh? Rồi, cảm ơn Quỳnh Đạo Quỳnh. Bây giờ thì chị Meta nãy giờ bận quá, không có nhúc nhích. Dạ, không nhúc nhích. Nên là... lúc nãy đó chị không biết là chị Meta có trở lời Đạo Tràng chưa. Nếu chị có trở lời Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Đạo Quỳnh, kính cảm ơn Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Rồi, Sư Pháp Quang cũng rời rùm luôn rồi. Dạ, thì bây giờ là bây giờ còn lại 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Dạ, luôn Nhật Quỳnh nữa là 10. Dạ, bây giờ còn ông số chẵn mà nếu theo người thường ta nói là ông số bù, nhưng mà trong giáo pháp Đức Phật thì không có cái gì bù hết á. Dạ, không có số nào là bù hết á, chỉ có mình có học hay không học không, phải không quý vị? Chỉ có học hay là không học thôi chứ còn không có bù. Dạ, nó mở bên thai giá giờ thì đúng không, phải không có nhờ phổ biển đang dụ xích viên phải không? Nghe những cái món là đặc sản ở Quy Nhơn là xích viên rất là thèm luôn kìa. Thì thôi bây giờ là bây giờ chị Meta đang bận rồi, dạ không thấy chị có tín hiệu nên thôi Nhật Quỳnh không có dám mời chị. Khi nào mà chị có trở lại máy được thì chị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhưng mà bây giờ Duyên là người vô sau cùng.
và đọc kệ và đọc kinh sau cùng. Thôi bây giờ Nhật Quỳnh mời Quỳnh, mời Phố Biển lên kệ trước đi. Dạ lên kệ trước rồi Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Đạo Quỳnh rồi mời Xích Duyên, Dung Nguyễn kệ hay lắm mà chạy mất tiêu rồi, đi làm rồi. Bây giờ Phố Biển chịu không? Rồi Phố Biển từ chối. Quỳnh Đạo Quỳnh này kệ hay lắm nè. Dạ Quỳnh Đạo Quỳnh kệ trước đi. Dạ Phố Biển nói kệ chưa được. Rồi mời Quỳnh Đạo Quỳnh nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Đạo Quỳnh kính chào tất cả các quý vị anh chị em, các cô, các chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Cảm ơn cha biết tín hiệu. Dạ con biết thế nào cô Nhật Quỳnh cũng kêu cũng lôi đầu con lên thành tự. Con phải đứng chờ đây. Dạ trước hết là Đạo Huynh vừa rồi có nghe Phố Biển Quy Nhơn nói cái giọng Quy Nhơn. Dạ thành thưa quý vị là Đạo Huynh là người Quy Nhơn. Dạ đi xa Quy Nhơn cách đây 43 năm. Chưa bao giờ trở lại quê hương hết trơn năm rồi. Mà nghe Phố Biển Quy Nhơn cái quê hương nó rất là gần. Dạ. Cái tiếng nói của Phố Biển nó rất là nhà quê thưa quý vị. Mà Đạo Huynh cũng vậy, không có hơn gì đâu. Dạ cái xứ này xứ đậu. Dạ nói đùa thôi chứ rất là quý Phố Biển Quy Nhơn đó. Dạ cũng nhân dịp này là cũng rất cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Từ ngày vô cái room này là được 10 tháng rồi mà cô Nhật Quỳnh lúc nào cũng khuyến khích Đạo Huynh hết. Rồi bên cạnh đó là cô cũng giữ cái room và mở cửa đóng cửa làm việc rất là chu đáo. Dạ công việc là rất là cực nhọc chứ mày là không, Đạo Huynh có thể tưởng tượng như vậy. Và cũng cảm ơn cô Xích Kim. Xích Kim là người đã gửi những cung kinh cho Đạo Huynh. Thì trước đạo tràng, trước mặt đạo tràng thì Đạo Huynh cũng rất là tri ân cô Xích Kim. Dạ, Đạo Huynh không biết dùng chút gì về kinh Bali hết. Mà cô Xích Kim cũng đã từ bi hoan hỷ gửi cho Đạo Huynh những cung kinh. Dạ, mà Đạo Huynh cũng giữ đây. Dạ. Khi nào mà đọc xong thì Đạo Huynh sẽ gửi lại cho cô. Dạ. Rất là xa thú cô. Dạ. Hình như là chùa Phước Quang. Chùa Phước Quang là chùa ở Quy Nhơn không? Dạ cảm ơn Phố Biển. Thì năm sau mà Đạo Huynh về Việt Nam á thì sẽ ghé thăm Quy Nhơn, phế ghé thăm Phố Biển và ghé thăm chùa Phước Quang ha. Vậy đây ha. Rồi tùy duyên. Dạ thú cô, xa thú cô Nhật Quỳnh. Dạ thì bây giờ Đạo Huynh sẽ trở lại với cái việc kinh kệ thì dạ Đạo Huynh cũng không có ngại đâu. Dạ không biết thì mình dạ nếu có gì thì cùng đạo tràng cùng nhau sửa chữa với nhau. Dạ, nhất Đạo Huynh là cái người mới vô đó. Dạ túi pháp thì rất là nhỏ. Dạ dạ câu pháp cú 217 si la đát sa ná sam ban năng tham ma tham mắt tăng xá ca quê đi năng á ta nô cấm ma cúp ba năng tham chá nô cú rú tê bí năng si la đát sa ná sam ban năng si la đát sa ná sam ban năng tham mắt tăng xá ca quê năng á ta nô cấm ma cầm ma cúp ba năng thân chá nô cú rú tê bí năng. Dạ, thì bây giờ không có sư Trí Đức kể để mà làm chứ là sao làm mẫu ha thì Đạo Huynh kể đại đi. Dạ si la đát sa nê băng đá năng kể sao ta tôi kể đại đi ha thử như vậy. Dạ si la đa sa ne băng ne si la đa sa ne sam ban năng tham ma tham sắc ca quê đi năng a tha no cam ma cu ba năng cha no cu cu re bi năng si la đát sa na sam ban năng tham ma tham
tham ma tham sắc cha vui đi năng a tha nô cam ma cu ba năng tham cha nô cu ru tê bi năng. Dạ đạo huynh đã kinh và kể. Dạ thì xin cảm ơn phụ huynh Quy Nhơn, cảm ơn Xích Kim cho bông rất là nhiều. Dạ dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh bớt bài và cảm ơn tất cả quý vị trong đầu trang. Dạ xin nhường bích lại. Dạ rồi có Duyên trả lời máy rồi. Duyên cậy được không Duyên? Cậy hay đọc gì đi? Giờ rảnh tay chưa? Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rảnh tay chưa? Có thể cầm mic được không? Rồi mời, mời Duyên nha. Mô Phật, dạ con chào mọi người. Con kể chưa có được đâu cô ơi. Cho con đọc thôi, ok. Sila Dat Sana Sang Ana Thammatham Satcha We Dinang Atano Thamma Kupanang Nang Chano Sukute Binyang. Đủ giới đức chánh khiến chú pháp chứng chân lý, tự làm không tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xong à. Người gì mà đánh nhanh rút lẹ dữ vậy trời. Nên đặt một lần là xong rồi. Quá tài luôn. Dạ, thấy bây giờ Nhật Quỳnh xin kệ. Dạ, Nhật Quỳnh kệ thì không hay ho vậy đâu. Nhưng mà do rất là yêu kính cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nên cố gắng. Cô biển cố gắng lên, không có gì hết. Mình kệ, đây là do mình có lòng tin với Phật Pháp. Quý Ngài kệ thì mình kệ, và khi nào quý Ngài đọc thì mình đọc. Thì cô biển cứ mạnh dạn đi. Ai chê mình dở cũng không sao. Và lý do là mình quý cái giáo pháp này mình học. Thì thôi, chứ mình không phải là ca sĩ, nên không có sợ dở. Cô biển như Duyên chịu không? Chịu một chút ngờ cứ cậy đại đi ha. Dạ không sao hết. Dạ. À, Nhật Quỳnh xin được cậy trước. Si la ta sa na sam ban năng tham ma thăng sa cha quê đi năng a ta no cam ma cup ba năng tăng cha no cu ru te bi văn si la ta sa Sì lát đa sa na Sì lát đa sa na sam ban năng thâm ma thăng sa cha quê đi năng a ta nơ cam bà cúp ba năng tặng cha nơ cu rù tê bi năng Sì lát đa sa na sam ban năng thâm ma sát cha cha quê đi năng a ta nô cam ma cúp ba năng tặng cha nô cu rù tê bi chăng. Đủ giới đức
chánh kiến, trú pháp, chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sĩ đát na sa na sam ban năng thẩm mát thăng sát trà quê đi năng at ta nô cam Nguyên dung. Nam mô Bích Hà gia, dạ, Nhục Quỳnh mới bị té. Dạ, đạo tràng có vị nào cầm mít không? Nhục Quỳnh cầm mít có bị giật mít của vị nào không? Dạ, cảm ơn Xích Kim. Dạ, dạ, cái đường nét của Nhục Quỳnh hôm nay là nó té đùng đùng. Té riết à. Có lúc thì quý vị cầm mít Nhục Quỳnh nghe không rõ nên Nhục Quỳnh đâu có dám chát lên. Lý do không biết tại mình hay tại người bên kia nên là không có dám nhúc nhích. Dạ, chờ chừng nào đạo tràng có tín hiệu thì mới dám nhúc nhích. Dạ, bây giờ thì dạ, theo ý kiến quý vị như thế nào? Nếu mà không có vị nào cầm mic nữa thì Nhật Quỳnh xin phép đóng trung sớm. Dạ, đạo tràng có đồng ý không? Dạ, Quỳnh Đạo Quỳnh Xích Kim hoặc là chị Meta, dạ, có đồng ý như vậy hay không? Dạ, hoặc là vị nào cầm mic để sinh hoạt hết giờ, tại vì theo đồng hồ Nhật Quỳnh còn 20 phút nữa. Và đạo tràng có đồng ý là bây giờ không có ngài cũng trong đạo tràng cũng còn có mấy tên thôi. Dạ, vậy mình đóng rung sớm đi ha quý vị ha. Dạ, thôi Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Bữa nay không có quý sư nên xin quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng đi. Dạ, hồi hướng phước báo đến với chư thiên. Dù gì lúc nãy ngài Chí Đức cũng có giải học và cũng có Phật tử trong đạo tràng cũng đã học thì chư thiên cũng đã lắng nghe. Dạ, vì thì mình hồi hướng phước đến với chư thiên ha. Nam mô Bích Tha giá. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, kính dâng đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đà,
chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bầu đệ tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng nguyên nhân nipanasamat cha vô hồ tu nguyên nhân nipanasamat cha vô hồ tu ý đăng nguyên nhân nipanasamat cha vô hồ tu. Dạ kính chào Giang Nhật Hạ. Dạ xin thưa là hôm nay ngài Trí Đức vẫn đi lên chùa Thái Hòa dự lễ dân y rồi, và trong đạo tràng cũng vắng mà, và đường nét của Nhật Quỳnh thì bị té lên rớt xuống nha, nên xin phép đóng rung sớm một chút. Giang Nhật Hạ quan hỷ nha. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Trí Đức, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, đọc và kệ kinh, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo năm truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm chư tôn đức